Bình thường thì em thực ra không phải là em né tinh bột mà là em không thích ăn cơm. Em sẽ ăn bún, miến, phở, tất cả các loại bánh mì này kia. Cơm là cái em thỉnh thoảng em thèm thì em ăn. Nhưng mà trong đấy thì mình đâu có sự lựa chọn. Nhưng mà em rất là bất ngờ vì menu trong đấy rất là thịnh soạn. Có rất là nhiều món, nghĩa là bọn em ăn cơm phần một cái khay có đầy đủ các loại thịt, trứng, cá, rau. Hôm thì cá và gà, hôm thì là thịt bò và cái... Nói chung là luôn có sự lựa chọn ở trong cái mâm cơm của mình chứ không phải là bắt buộc ăn một loại thịt. Tức là nó không có ảm đạm đến mức bọn em. Đúng rồi, em thấy như thế là món ăn rất là nhiều dinh dưỡng và nhiều lựa chọn nữa chứ. Lại còn hoa quả, dưa hấu rồi chuối rồi sữa. Đúng rồi, em thấy rất ngon. Chị thấy mấy cái mùa trước á về rất là nhiều bạn khen là cơm quân đội ngon. Ngon ạ, ngon thật. Thành ra hồi nãy thấy bà này bà nói bà nhai bà nuốt cho xong. Tức là đấy là bởi vì bọn em mệt quá. Tức là đồ ăn thì cứ ê hề nhưng mà bọn em lại không ăn được bởi vì bọn em mệt quá chứ không phải là do đồ ăn dở. Nghĩa là em thấy là trong comment có một số bạn nghĩ là tại vì là đang ghi hình thì mới được ăn như thế thôi, nhưng thực sự là em có hỏi rồi là trong đơn vị đó lính mới được ăn như thế thật. Cái khẩu phần nó được nó là như vậy thật luôn. Đầy đủ đậu đũa, rau, thịt các kiểu rồi canh rồi ăn xong có hộp sữa.